Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ và mình là Hoài. Hôm nay thì chúng ta sẽ review một trong những chiếc đèn hot nhất của nhà Nanlite. Và ở đây mình có chiếc đèn Nanlite FC500B. Và các bạn hãy cùng mình xem thì chiếc đèn này có gì để chúng ta sẽ bỏ ra số tiền 17 triệu để mua nó nhé. Hiện tại thì chiếc Nanlite FC500B đang là một trong những cái chiếc đèn rất hot của nhà Nanlite. Và đây cũng là một trong những cái dòng đèn LED có công suất khá lớn mà chúng ta có thể tận dụng để sử dụng trong rất là nhiều tình huống và trường hợp quay phim khác nhau. Và trước tiên thì mình sẽ đánh giá một chút về cái gọi là cái giao diện bên ngoài đi. Cái packaging, đóng gói các thứ của cái chiếc Nanlite FC500B này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có nhân vật chính của chúng ta là chiếc đèn Nanlite ở đây. Trước tiên thì các bạn có thể thấy là toàn bộ phần vỏ của cái FC500B thì sẽ được làm bằng nhựa như thế này. Tuy nhiên là kiểu dạng nhựa cứng và có cái chất lượng khá là tốt cho cái việc tản nhiệt cũng như là sử dụng trong nhà cũng như là ngoài trời, mang vác các thứ. Theo mình nghĩ thì cái việc mà sử dụng cái phần nhựa như thế này thì nó sẽ hạn chế được tối đa cái gọi là cái trọng lượng lên trên chiếc đèn để chúng ta có thể dễ dàng treo lên các cái vị trí khó hơn. Bên cạnh đấy thì nó sẽ có một cái phần giá đỡ như thế này. Tuy nhiên thì giá đỡ sẽ được làm hoàn toàn bằng hợp kim để đảm bảo cái độ chắc chắn khi mà chúng ta gắn lên chân hay là gắn lên trên trần. Phần đây là phần giá đỡ bằng hợp kim này, phần tay vặn này cũng sẽ bằng hợp kim. Phần tay vặn này sẽ cho phép các bạn chỉnh hướng đèn lên xuống khá là mượt mà, trơn tru và cũng rất là chắc chắn. Phía trước thì sẽ là một cái chóa đèn như này để chúng ta có thể sử dụng một cái chóa reflector để gom sáng cũng như là điều hướng ánh sáng. Bên cạnh đấy thì sẽ có, đương nhiên phải có bộ nguồn như thế này rồi. Với một chiếc đèn công suất lớn như FC500B thì đương nhiên là bộ nguồn của nó cũng sẽ rất là khủng. Với bộ nguồn của FC500B thì nó sẽ có vỏ bằng hợp kim cho phép tản nhiệt tốt, có móc treo này, dây nguồn như thế này. Tuy nhiên thì một điều khác biệt so với các cái dòng đèn khác của Nanlite, các cái dòng đèn cao hơn thì cái phần nguồn sẽ không bao gồm bảng điều khiển ở trên nguồn. Thế nên là toàn bộ các cái núm điều khiển thì chúng ta sẽ tích hợp trên đèn và cần phải điều chỉnh ở trên đèn. Điều này sẽ hơi khó khăn nếu như mà các bạn treo đèn ở các cái vị trí khó hoặc là các cái địa hình hơi cao một chút thì cái việc điều chỉnh nó sẽ hơi khó khăn nếu như mà chúng ta cần chỉnh trên đèn. Tuy nhiên thì cũng có, để khắc phục cái điều đấy thì Nanlite cũng đã ra mắt cái app là Nanlink cho phép các bạn kết nối không dây, kết nối để điều khiển không dây chiếc FC500B này ngay trực tiếp trên app và khi mà chúng ta sử dụng qua điện thoại cũng như là tablet. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái khá là quan trọng. Đấy là cái vali chống sốc như thế này. Cái vali chống sốc của FC500B thì các bạn có thể thấy là nó sẽ khá là đơn giản. Nó sẽ chỉ bằng xốp như thế này thôi. Tuy nhiên thì đặc điểm đầu tiên là nó rất là nhẹ. Các bạn có thể xách bằng một ngón tay như thế này. Thế nhưng mà cực kỳ bền và chắc. Cách sử dụng với cái chiếc FC500B thì khá đơn giản. Với mình thì là lần đầu tiên sử dụng thì mình cũng có thể dùng được chiếc đèn này ngay. Trước tiên chúng ta sẽ cần cấp nguồn cho cái đèn này đã. Cái đây sẽ là bộ nguồn đi kèm trong bộ này. Các bạn sẽ ấn vào vặn để cho chốt nó khóa chắc lại. Nó sẽ có một cái phần chốt như thế này. Để khi mà chúng ta giằng cái dây như thế nào thì nó cũng không thể tháo, không thể tuột được ra trong quá trình quay phim. Ví dụ như chẳng may là mình vấp phải dây hay là mình giẫm phải dây chẳng hạn thì sẽ không bao giờ cái dây này nó có thể bung ra được khỏi đèn. Và chúng ta sẽ cần phải kéo chốt này và vặn thì mới có thể tháo được ra. Đây là một cái thiết kế rất là đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà chúng ta sử dụng đèn. Công tắc nguồn. Nó sẽ mất khoảng tầm 2 đến 3 giây để đèn khởi động bởi vì đây là một chiếc đèn công suất nó khá là cao. Thế nên nó sẽ có một cái độ delay nhất định. Thì cái đấy thì có thể bỏ qua được. Toàn bộ các phần hiệu chỉnh cho đèn thì sẽ ở cái phần khu vực sau của đèn như thế này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần này trước. Bên cạnh nút nguồn này, cổng nguồn này thì chúng ta sẽ có một cái cổng cắm DMX như thế này để có thể cắm được dây kết nối điều khiển thông qua điều khiển có dây với các cái thiết bị điều khiển ánh sáng từ thông minh. Tuy nhiên thì cái này nó sẽ khá là đòi hỏi cái mức độ chuyên nghiệp cao hơn. Thế nên là bên cạnh cái việc mà điều khiển có dây như thế này thì các bạn cũng có thể điều khiển chiếc FC500B thông qua các cái app của Nanlite, app Nanlink. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối để điều khiển qua app. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái núm dimmer để vận chỉnh thông số như thế này. Núm dimmer bên phải thì sẽ chỉnh thông tin liên quan đến màu sắc. Với chiếc FC500B thì các bạn có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu từ 2700 độ K đến 6500 độ K thì nó làm cái giải màu rất là cơ bản trên tất cả các loại đèn LED rồi. Mỗi một lần vặn thì các bạn có thể điều chỉnh được 100 độ K một lần. Đó. Ngoài ra thì bên cạnh việc mà chúng ta vận chỉnh thì các bạn cũng có thể ấn để điều chỉnh nhanh từng mức độ K. Trong đấy thì sẽ có các mức cơ bản là 2700, 3200, 4300, 5600 và 6500 sẽ là các cái mức mà thường được sử dụng. Nên là nó sẽ được gắn cái nút thao tác nhanh như thế này.
Với nút bên trái thì cho phép các bạn điều chỉnh cường độ của đèn như này. Khác với những cái chiếc đèn LED khác thì chiếc Nanlite FC500B cho phép các bạn điều chỉnh cường độ ánh sáng từng 0.1% thay vì là 1% như các loại đèn khác. Các bạn có thể thấy mình có thể điều chỉnh từng 1% một, có nghĩa là ở cường độ là min thì nó sẽ cho phép các bạn để cường độ chiếu sáng là 0.1%. Cái việc mà hiệu chỉnh từng cái phần trăm rất nhỏ này thì sẽ giúp chúng ta ứng dụng cái việc chiếu sáng cho rất là nhiều hoàn cảnh, bởi vì một chiếc đèn công suất lớn như thế này thì các bạn có thể sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, ví dụ như là quay chụp sản phẩm này, quay chụp beauty, hoặc là các cái buổi quay chụp mà cần cái gọi là cái cường độ ánh sáng phải thay đổi rất là kỹ càng. Thì đây là một cái điểm mạnh của chiếc FC500B. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có hai cái nút chỉnh ở phía giữa, nút mode và menu. Với nút mode thì cho phép các bạn chuyển đổi giữa chế độ chiếu sáng CCT thông thường và effect mode. Với effect mode thì chúng ta có thể hiệu chỉnh được 12 cái hiệu ứng. Nó cũng khá là giống với các cái dòng đèn khác. Tuy nhiên thì bên cạnh việc mà chúng ta chọn hiệu ứng ánh sáng thì các bạn có thể hiệu chỉnh từng cái thông số nhỏ cho từng cái hiệu ứng. Ví dụ như là dimmer, tức là ví dụ như là cường độ của cái hiệu ứng này, cường độ của hiệu ứng ánh sáng này, màu sắc. Và tốc độ. Đó. Với mỗi cái effect khác nhau thì sẽ có những cái hiệu chỉnh khác nhau. Ví dụ đây là effect tái hiện cái đèn flash của nhà báo chẳng hạn. Bên cạnh đấy thì mình sẽ có một cái effect khác đi. Mình sẽ thử với một cái effect khác đi. Ví dụ là các cái hiệu ứng CCT lốp này, tái hiện ánh sáng flash này, hoặc là ánh sáng cơn bão này kia, các thứ này mình sẽ list ở ngay bên cạnh để các bạn có thể thấy là sẽ có các hiệu ứng như thế nào và mục đích của từng hiệu ứng như ra sao. Với bảng điều khiển menu thì sẽ cho phép chúng ta hiệu chỉnh rộng hơn các cái thông tin trên đèn, ví dụ như là output mode này, điều chỉnh qua DMX hay là wireless control. Với wireless control thì các bạn có thể điều khiển qua Bluetooth setting hoặc là qua 2.4G. Với Bluetooth setting thì chúng ta sẽ thử, lát mình sẽ hướng dẫn các bạn thử kết nối với app Nanlink để chúng ta điều khiển từ xa. Ngoài ra thì với quạt gió tản nhiệt thì nó sẽ cung cấp các cái chế độ quạt thông minh để phù hợp với yêu cầu âm thanh trong khi quay phim. Ví dụ như là chế độ Smart thì quạt sẽ, tức là đèn sẽ hoạt động tối đa công suất 100%, tuy nhiên thì âm thanh quạt sẽ không quá to. Đây, các bạn sẽ cùng nghe thử cái âm thanh quạt khi mà mình để ở chế độ Smart nhé. Với chế độ Full thì đèn vẫn sẽ hoạt động tối đa công suất 100%, tuy nhiên thì cái tiếng quạt gió sẽ to hơn khá là nhiều. Đây là âm thanh quạt khi mà mình để ở chế độ Full. Với chế độ Loud thì đèn sẽ hoạt động ở công suất 50%, thì lúc này cái tiếng quạt nó sẽ khá là nhỏ, sẽ mất một lúc để cái tiếng quạt. Như các bạn thấy thì sẽ mất một lúc để tiếng quạt nó giảm xuống và gần như là không nghe thấy gì luôn. Và chúng ta có thể off cái tiếng quạt gió đi, nếu như off cái quạt gió đi nếu như mà không muốn có tiếng quạt. Tuy nhiên thì với việc mà chúng ta off quạt gió thì cái đèn nó sẽ chỉ hoạt động ở 8% công suất thôi. Bên cạnh đó thì cái FC500B cho phép các bạn có thể lật cái màn hình hiển thị này khi mà chúng ta treo đèn lên trên các cái vị trí khó hoặc là trên trần cao, thì cái này nó sẽ có một cái khá là hay cho phép chúng ta lật ngược cái màn hình hiển thị lại để dễ theo dõi hơn. Mình sẽ lật lại để cho dễ nhìn nha. Độ sáng màn hình này, thay đổi độ sáng màn hình nó sẽ có 3 mức từ 1 đến 3. Ở đây thì mình đang để ở độ sáng max rồi, không thể tăng hơn được nữa. Language này, ngôn ngữ, firmware. Với cái firmware này thì trên chiếc đèn này nó sẽ có một cái cổng USB như thế này, cho phép chúng ta update firmware, cập nhật những cái tính năng mới cũng như những cái phiên bản mới khi mà nhà sản xuất ra mắt những cái tính năng mới cho chiếc đèn. Hiện tại thì chưa có. Cái này thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn sau nếu như mà nhà sản xuất có firmware mới. Ok, đấy là toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà sử dụng chiếc đèn FC500B. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là chiếc đèn này có thể ứng dụng được trong những mục đích như thế nào, cũng như là
sử dụng với các cái phụ kiện gì đi theo nhé. Đèn LED Lanlight FC500B Bicolor không chỉ linh hoạt trong việc thay đổi nhiệt độ màu mà còn được trang bị 12 hiệu ứng ánh sáng độc đáo, bao gồm các hiệu ứng Storm, Paparazzi, TV, Inlock, CCT Lock, Flash. Đèn LED Lanlight FC500B Bicolor còn có khả năng tái hiện màu sắc đỉnh cao với xếp hạng CRI là 96 và TLCI là 98. Các chỉ số này giúp đảm bảo màu da và các màu sắc khác sẽ luôn trung thực và tự nhiên trong mọi tình huống. Cũng giống như các cái dòng đèn LED khác trên thị trường thì cái chiếc FC500B của Lanlight cũng sẽ sử dụng cái ngàm tiêu chuẩn là Bowens. Vì thế là nó sẽ tương thích với hầu hết các cái loại phụ kiện tản sáng trên thị trường hiện nay. Ví dụ như ở đây thì mình có một chiếc chóa, một chiếc reflector như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng thử xem là ví dụ là lắp với những cái phụ kiện khác thì nó sẽ cho ra cái hiệu ứng sáng như thế nào nhá. Đương nhiên là với một cái chiếc đèn công suất cao như thế này thì sử dụng trong cái phòng như này thì nó sẽ khá là thừa thãi. Thông thường thì với một chiếc đèn LED có công suất lớn như thế này thì chúng ta có thể ứng dụng khá là nhiều, từ việc là sử dụng cho các cái set quay trong phòng này, thậm chí là sử dụng ngoài trời. Và một cái ứng dụng khá là hay của những cái chiếc đèn công suất to như thế này đấy là giả lập ánh sáng tự nhiên, ánh sáng ngoài trời. Bởi vì hiện tại là chúng ta không có điều kiện để có thể có được cái bối cảnh set up giả lập ánh sáng mặt trời như thế, thế nên là mình sẽ cùng test những cái chức năng rất là cơ bản của một chiếc đèn LED thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc đèn, một chiếc softbox China Bone của Lanlight luôn. Cái này sẽ không bao gồm khi mà chúng ta mua chiếc đèn LED FC500B. Cái này sẽ lắp bên ngoài. Ok, và cùng test thử xem là ánh sáng của chiếc đèn là như thế nào nhé. Và hiện tại thì mình đang sử dụng chỉ riêng chiếc đèn FC500B cho cái bối cảnh set ánh sáng này, và bên cạnh thì có một chiếc đèn bảng LED, tuy nhiên thì chỉ có tác dụng là đánh ven thôi. Gần như là toàn bộ nguồn sáng chính của mình sẽ đến từ chiếc FC500B. Thật ra là với một cái bối cảnh quay nó khá là đơn giản và nhỏ như thế này thì nếu mà sử dụng một chiếc đèn đến tận 500W thì mình cảm thấy sẽ khá là hơi phí. Tuy nhiên thì với cái bài test như thế này thì chỉ để các bạn nhận thấy là cái màu sắc khi mà nó hiển thị lên về màu da cũng như là các cái màu chi tiết ở trên quần áo của mình thì nó có hiển thị màu sắc được chân thực hay không. Bên cạnh đấy thì hiện tại mình để cái công suất của đèn sẽ khá là thấp, bởi vì là với cái công suất này thì mình sẽ chỉ để khoảng tầm từ 8-10% và nhiệt độ màu đang khoảng là 6500 độ K. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng sử dụng cái app Lanlight để kết nối với chiếc đèn này từ xa nhé. Nếu như mà trong trường hợp bối cảnh quay chỉ có một người thôi thì các bạn sẽ làm thế nào để điều chỉnh cái đèn này mà không mất thời gian? Thì mình sẽ cùng sử dụng chiếc app, cái app của Lanlight để điều chỉnh chiếc đèn này từ xa nhé. Để có thể điều khiển từ xa cho chiếc đèn này thì các bạn sẽ giúp mình tải một cái app là Lanlight. Sau khi tải app thì sẽ có một cái giao diện như thế này và chúng ta sẽ nhớ là phải bật Bluetooth của điện thoại lên. Đối với đèn thì các bạn sẽ vào menu và chọn cái wireless control thông qua Bluetooth cho mình. Và phải reset này. Đó. Và khi mà vào app thì chúng ta sẽ chọn thiết bị mới này. Và nó sẽ tìm kiếm các thiết bị hiển thị Bluetooth xung quanh. Ở đây mình sẽ có chiếc đèn FC500B này. Và có hiển thị đang CH là 055. Chúng ta sẽ chọn. Và sẽ đợi khoảng tầm từ 5-10 giây để đèn và điện thoại kết nối với nhau. Cái lần kết nối đầu tiên thì nó sẽ có thể hơi mất thời gian hơn một chút. Đây, sau khi kết nối thì mình đã có thể điều khiển đèn thông qua điện thoại. Các bạn sẽ vào đây và thử điều khiển một vài thông số nhé. Thông thường thì cái phạm vi kết nối Bluetooth thì nó sẽ ngắn hơn so với việc mà chúng ta kết nối điều khiển bằng dây. Tuy nhiên thì với một cái phạm vi trong khoảng tầm 5-10 mét thì việc mà kết nối và điều khiển thông qua điện thoại là hoàn toàn khả thi và rất là hợp lý rồi. Trên này thì chúng ta vẫn sẽ điều chỉnh được các cái thông số liên quan đến dimmer cũng như là màu sắc ánh sáng này. Và nó sẽ hiển thị các cái chế độ trên đèn như thế nào thì trên app của điện thoại cũng sẽ hiển thị các cái chế độ tương ứng như thế. Chuyển sang effect mode này. Đó. Với cái app sử dụng trên điện thoại như này thì ở những cái bối cảnh quay phim mà chỉ có 1-2 người thì sẽ rất là dễ dàng trong việc điều khiển đèn, hoặc là khi mà chúng ta treo đèn ở các vị trí khó thì việc sử dụng app trên điện thoại là cực kỳ hợp lý. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như đặt mua sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline phía bên dưới màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.